Thưa quý vị, mùa thu là mùa có khí hậu dễ chịu, thích hợp cho người dân tận hưởng thời tiết mát mẻ, trong lành dễ chịu. Tuy nhiên, liên tục những ngày vừa qua, chỉ số không khí của thành phố Hà Nội đều nằm trong tình trạng ô nhiễm, thậm chí là có ngày ở mức nguy hại gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe con người cũng như là mỹ quan đô thị. Vâng, và mặc dù là trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều những biện pháp để nhằm cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên thì việc bảo vệ môi trường tại thành phố này vẫn còn đang rất nhiều thách thức, và đặc biệt là việc kiểm soát nguồn khí thải từ giao thông. Vâng ạ, nhiều biện pháp khả thi đã được đưa ra, tình trạng ô nhiễm cũng đã được cải thiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để có thể thực hiện và đem lại kết quả lâu dài mà không làm xáo trộn cuộc sống của người dân và thực hiện được một cách đồng bộ lại không phải là câu chuyện dễ dàng. Và để có cái nhìn tổng quát nhất về vấn đề này, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây. Đầu năm 2024, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030, định hướng mục tiêu đến năm 2035 với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí của thành phố. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, không khí trong lành hay ô nhiễm vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, điển hình từ tháng 10, tháng 11 kéo dài đến tháng 2, tháng 3 của năm sau. Thời điểm như hiện tại bây giờ thì nó là hướng gió đông bắc là rất là nhiều. Thế thì đó cũng là một cái nguồn mà vận chuyển các cái khối không khí, đồng thời mang theo các cái chất ô nhiễm từ các cái quốc gia ở phía nam của thành phố Hà Nội xuống cái thành phố, làm gia tăng thêm cái vấn đề nghiêm trọng của cái ô nhiễm không khí. Nguyên nhân của ô nhiễm không khí đã được chỉ ra rõ từ lâu. Đồng thời, trong những năm qua, Hà Nội cũng đã có biện pháp để nâng cao chất lượng không khí và bước đầu cũng đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức đang được đặt ra, nhất là vấn đề về kiểm soát nguồn thải từ giao thông. Xe máy rõ ràng là tăng cứ 10-15% một năm như thế. Thế rồi cái chuyện hạ tầng, đúng không? Chúng ta xây dựng rất là nhiều. Thế là những cái biện pháp mà Hà Nội đang làm thì đấy là những rất là cố gắng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó chưa đủ, chưa tới và nó chưa có đạt được cái mức song song đồng cùng với lại cái chuyện phát triển các cái nguồn thải. Để kiểm soát được nguồn thải từ giao thông, nhiều đề xuất đã được đưa ra như kiểm soát khí thải xe máy hay mới đây nhất là cấm xe máy ra vào nội đô sau năm 2030. Theo các chuyên gia, đây đều là biện pháp khả thi, tuy nhiên để có hiệu quả thì cần phải làm đồng bộ và đặc biệt không làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Tới 2030 là sẽ cấm hoàn toàn xe máy ở trong các quận nội đô. Tôi cho rằng là cái giải pháp này là cái giải pháp mà cần phải được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Muốn cấm xe máy thì chúng ta phải có một cái hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tốt và thuận tiện cho người dân. Đối với xe máy nó nhiều hơn ô tô rất là nhiều. Chính vì vậy là chúng ta cần phải có các cái triển khai như thế nào để thuận lợi cho người dân khi đi kiểm định khí thải, đăng kiểm khí thải. Rồi cái vấn đề về chi phí cho người dân như thế nào cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là chúng ta việc phát triển các cái nơi để kiểm định khí thải như thế nào. Chúng ta chọn đối tượng nào để làm cái kiểm định đấy. Bảo vệ môi trường không khí chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành thì sự chung tay của mỗi người dân chính là chìa khóa để cải thiện chất lượng không khí, tạo ra môi trường sống trong lành và bền vững cho cả thành phố Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, vấn đề ô nhiễm không khí không chỉ là câu chuyện riêng của thành phố Hà Nội hay là Việt Nam, mà còn là vấn đề gây ra nhiều thách thức đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển. Số liệu thống kê ô nhiễm không khí mới nhất vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại. Tại Việt Nam, khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí. Do đó mà việc giải quyết ô nhiễm không khí một cách hiệu quả nhằm mang lại sức khỏe và các lợi ích khác cho tất cả mọi người đòi hỏi phải có sự thay đổi ở cấp chính sách, cấp ngành để có thể giải quyết ô nhiễm từ nguồn gốc của nó. Việt Nam thì vẫn còn là cơ hội để tăng cường hành động hơn nữa cả trong ngắn hạn, chung và dài hạn nhằm giảm thiểu được tác động đến sức khỏe của ô nhiễm không khí và hiện thực hóa lợi ích từ việc này đối với nền kinh tế xã hội. Vâng, và để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ ạ, những ngày qua thì chất lượng không khí tại Hà Nội thì luôn nằm trong mức báo động. Và đặc biệt là trong những năm gần đây thì thi thoảng chúng ta lại bắt gặp một hôm là mức độ ô nhiễm của không khí ở Hà Nội này ở top đầu thế giới. Và điều người dân quan tâm nhất vào lúc này đó là những cái tình trạng đó thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta ạ? Vâng, không chỉ riêng Hà Nội đâu, mà toàn bộ các tỉnh của miền Bắc vào cái thời điểm là từ tháng 9 cho đến tháng 3 năm sau là ô nhiễm không khí mà gọi là rất đậm đặc cái độ bụi mịn. Tại vì là riêng Hà Nội và một số thành phố thì nó lại còn thêm ra nữa, đó là khí thải của các loại
xe cộ, ô tô, xe máy, cho nên Hà Nội và một số vùng đô thị nó còn đậm đặc hơn các nơi khác. Chính vì thế cho nên là chúng ta thấy là như vừa rồi các bạn đã nghe các chuyên gia nói, cái tình trạng sức khỏe của người dân là rất là nguy hiểm trước cái ô nhiễm không khí, vì gốc của nó chính là cái bụi mịn PM2.5, và chúng ta biết là cái bụi này nó quá nhỏ cho nên nó vào nó gây xáo trộn và rối loạn hết các cái vấn đề của cơ thể, đặc biệt là nó gây ra các bệnh nguy hiểm, cho nên cái tỷ lệ mắc bệnh, các bệnh không lây nhiễm như là hen, như là viêm phế quản, như là gọi là viêm co thắt đấy, phế quản co thắt, rồi là tâm thần, rồi đặc biệt là vấn đề ung thư. Chúng ta thấy rằng là bây giờ cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm gia tăng cái bệnh ung thư, bệnh đột quỵ và bệnh tim mạch rất là nhiều. Đó chính là cái nguy cơ hay là nguy hại do ô nhiễm không khí gây ra mà Hà Nội trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt như tôi nói là từ tháng 9 cho đến tháng 3 năm sau, luôn luôn là đứng đầu hoặc là đứng trong top 7 của 147 thủ đô trên toàn cầu. Vâng, thưa bác sĩ, là rõ ràng đây cũng là một cái tình trạng không phải là mới, mà là nhiều năm qua chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái biện pháp để xử lý về cái việc ô nhiễm không khí, cũng như là một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng và cấp thiết của chúng ta. Vậy thì thời gian vừa qua Việt Nam chúng ta đã có những cái hướng đi như thế nào để có thể giải quyết vấn đề này và đã đạt được những cái kết quả như thế nào trong thời gian vừa rồi, thưa bác sĩ? Vâng, thực ra là chúng ta đã đưa vấn đề này ra rất nhiều, bàn luận rất nhiều, có hết cả chương trình, và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ của nước ta đã dự hội nghị COP26 vào tháng 11 năm 2021 và đã cam kết với toàn cầu là zero carbon vào năm 2050, tức là toàn bộ các vấn đề làm gọi là khí hậu nóng lên, hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí do các cái khí thải mà gây ô nhiễm không khí, gây nóng của khí hậu toàn cầu là chúng ta sẽ bằng mọi cách và mọi biện pháp để giảm thiểu nó đi. Thì khi mà Thủ tướng Chính phủ là người cao nhất của Chính phủ chúng ta đã cam kết hội nghị như thế thì tất cả các bộ ngành là phải thực hiện, nhưng mà chúng ta mới bàn nhiều hơn, mới hộ khẩu hiệu nhiều hơn, chúng ta chưa thực chất làm. Cho nên là các cái vấn đề như là sản xuất công nghiệp mà gây ra những cái bụi mịn mà chúng tôi vừa nói đấy, các cái kim loại nặng mà nó vào cơ thể đó, như là các cái như là đốt than đá, như luyện kim, như các cái gọi là hóa dầu, rồi là về nông nghiệp thì nào là đốt rơm rạ, nào là phun thuốc trừ sâu, nào tất cả các thứ, tất cả cái hoạt động sản xuất đó đều gây ra ô nhiễm không khí. Chúng ta đã bàn rất nhiều, đã có kế hoạch rất nhiều, nhưng chúng ta hành động chưa được bao nhiêu. Cho nên toàn bộ các người dân cũng mong mỏi rằng là chúng ta hãy làm, hãy hành động và hãy học tập các cái kinh nghiệm của các nước xung quanh mà thực hiện cái cam kết của Thủ tướng Chính phủ là zero carbon vào năm 2050. Vâng, thưa bác sĩ ạ, chính sách chúng ta có, kế hoạch chúng ta có, thì theo như bác sĩ thì chúng ta liệu rằng có phải thay đổi một cái điều gì đó, hay là chính sách kế hoạch của chúng ta liệu rằng là có đang thiếu sót một điều gì hay không để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng ô nhiễm không khí như thế này ạ? Song song với câu chuyện là tuyên truyền giáo dục, bảo vệ sức khỏe, rồi là trồng cây xanh, rồi là tạo mặt nước, rồi tất cả các thứ, thì chúng ta phải có những hành động cụ thể. Trong kế hoạch chúng ta đã đưa ra rồi, thì tất cả các bộ ngành nó thuộc về ngành nào mà gây ra những cái phát thải, gây ra ô nhiễm không khí thì chúng ta phải kiểm điểm lại và xem xét lại. Thí dụ như là vừa rồi bạn nói là cái câu chuyện là phát thải của các cái xe cộ chạy xăng, chạy dầu tại các thành phố, thì bây giờ chúng ta đưa ra cái kế hoạch kiểm định như thế nào, và các cái kế hoạch là chúng ta phân luồng ra làm sao, rồi là sử dụng các cái phương tiện mà nó không gây phát thải ra thế nào, tức là chúng ta phải có cái hành động. Mà chúng ta rất nhiều các cái gọi là kinh nghiệm, những bài học của những nước xung quanh, bây giờ chúng ta chỉ cần hành động thôi. Đương nhiên là cái câu chuyện ở các thành phố thì nó khó hơn, vì là ô nhiễm không khí thì chung, vì không khí ô nhiễm là nó lưu thông, cho nên không chỉ là ở Hà Nội mà các tỉnh khác cũng bị, rồi là sản xuất đốt khói, đốt bụi, rồi là các cái khí than, đốt than, nhiệt điện các thứ thì đầy ra. Nhưng mà chúng ta nếu hành động, tất cả đều hành động thì chúng ta sẽ có hiệu quả. Cho nên bây giờ chúng ta phải xem khâu nào, thí dụ như là về giao thông, tất cả các xe phải được kiểm định ra làm sao, xe cũ trong bao nhiêu năm mà thải nhiều thì chúng ta loại bỏ thế nào, rồi là chúng ta thay thế là bằng đường gọi là đi ngầm như thế nào, rồi các cái xe chạy điện ra làm sao. Vì là như Việt Nam ta thì nói là xe cộ, xe máy cũ các thứ, nhưng mà cả gia đình chỉ trông vào mỗi một cái xe máy, còn kiếm ăn, còn kiếm sống, bây giờ bảo là thải bỏ rồi thay cái thứ thì làm nào. Hỗ trợ những gia đình nghèo, tức là phải có những chính sách hỗ trợ,
hoặc là những cái khu vực mà gọi là nội đô hay là gọi là đông cái các cái trường học các thứ, thì chúng ta phải chia zone, tức là chia vùng ra. Vào vùng đó chỉ được những cái xe không có xả thải, tức là cái chỗ một khu vực đông đặc ấy là chúng ta chia vùng để mà chúng ta thay thế dần, tức là không ai dám vào những cái vùng đó nữa. Tất cả các cái kế hoạch mà đã được vạch ra từ trên trung ương, các bộ ngành bây giờ chúng ta thực hiện ngay và làm luôn. Vâng, vậy thì theo góc nhìn của một chuyên gia mà rất là quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, thì theo ông chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào, cụ thể như thế nào để có thể giảm thiểu cái tình trạng ô nhiễm trong thời gian tới mà vẫn không xáo trộn đến cái cuộc sống của người dân ở khu vực đó? Vâng, trước hết là chúng ta phải tuyên truyền giáo dục. Và chúng ta phải tuyên truyền giáo dục là cái vấn đề ô nhiễm không khí nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đến cuộc sống rất là nặng nề. Nếu mà ô nhiễm nặng, chúng ta thấy bây giờ như chúng tôi vừa mới nói là mỗi ngày là hơn 300 người chết do ung thư. Rồi các bệnh như tâm thần, như đột quỵ chúng ta thấy bây giờ rất nhiều, chi phí y tế rất cao. Thế cho nên làm sao chúng ta tuyên truyền cho tất cả mọi người dân là biết cách phòng tránh. Đấy, những cái hôm mà ô nhiễm không khí hay cái gì thì không ra ngoài đường, không ra hoạt động ngoài trời, trừ là những có việc gọi là đột xuất, ví dụ như thế. Tức là chúng ta tuyên truyền. Thứ hai là bắt đầu cứ từ người dân mà lên thôi. Thứ hai là xung quanh nhà trồng cây, trong nhà để chậu cây, rồi là mặt nước đào thêm những cái nước, đường nước rồi các thứ để nó lọc không khí. Rồi đến thứ ba là đến vấn đề xe cộ và đến các cái chất thải. Tất cả ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp nào thì đều có kế hoạch để giảm thiểu cái xả thải carbon. Tức là tất cả từ con người cụ thể cho đến các ngành đều phải hành động. Rồi ngành nông nghiệp vấn đề đốt các cái rác thải vào các mùa mù mịt hết cả, rồi đốt các cái rác thải nó gây khói bụi, khói độc các thứ. Tất cả từng ngành một đều phải có kế hoạch riêng để thực hiện một cái kế hoạch chung và thực hiện lời cam kết của Thủ tướng, thì mới từng bước một mới dần dần mới có thể là cải thiện được tình trạng không khí của vùng đó, khu vực đó và của quả toàn quốc chúng ta. Vâng ạ, trước khi mà chúng ta chờ đợi cái việc mà ô nhiễm môi trường này được giải quyết ở tầm vĩ mô, thì theo góc nhìn của một bác sĩ thì bác sĩ Nguyễn Trọng An có thể tư vấn gì cho người dân vào lúc này để chúng ta có thể là tự có những cái biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe của chúng ta? Vấn đề tuyên truyền giáo dục cho người dân vẫn là quan trọng nhất, vì từ trong gia đình, từ các cái lớp mẫu giáo hiện nay là UNICEF cũng đang, và Bộ Giáo dục Đào tạo đang có các cái tài liệu giáo dục từ trẻ nhỏ, từ cô giáo mẫu giáo mầm non cho đến các trẻ em biết cách tự bảo vệ mình. Trẻ em phải có cái kiến thức đó, ông bố bà mẹ có kiến thức đó để mà bảo vệ, tự bảo vệ sức khỏe của mình trước khi chúng ta có những cái chiến dịch, có những cái kế hoạch lớn lao. Rồi đến vấn đề thứ hai là vấn đề kiểm soát ở khu vực đó. Khu vực đó kiểm soát tất cả những gì có thể gây phát thải. Rồi tiếp đến các cái vấn đề sử dụng các cái như than đá, rồi như chúng ta vừa trao đổi. Tức là phải từ cái tuyên truyền giáo dục có ý thức từ dưới lên. Và cái lớn lên nữa đó là những kế hoạch tổng thể mà chúng ta đang trao đổi. Kế hoạch tổng thể đó gì? Đó là kiểm soát khí thải của ô tô xe máy ở các khu đô thị. Thì mới mong rằng là mọi người dân có ý thức bảo vệ sức khỏe trước cái ô nhiễm không khí. Mọi các cái cơ quan mà gây xả thải có trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm không khí. Và như chúng ta nói là khu đô thị, quan trọng nhất là vấn đề kiểm soát khí thải của ô tô xe máy. Các cái khu công nghiệp thì thay đổi các cái điện than bằng cái năng lượng tái tạo, gọi điện xanh, điện gió, điện mặt trời, tất cả thứ. Tức là tất cả mọi người đều cùng phải làm việc, đều phải hành động. Nhưng cái quan trọng nhất là cấp cao phải hành động và thực hiện ngay trước khi gọi là đã quá muộn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Trọng An ạ. Thưa quý vị khán giả, cùng với quá trình phát triển của đất nước, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế cũng như là sức khỏe của mỗi người dân. Chính vì vậy, việc có những biện pháp chính sách để nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam là điều hết sức cần thiết. Vào trong tổng thể các giải pháp thì trước mắt là cần nghiên cứu và bổ sung, chỉnh sửa những thiếu sót của các quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí như đã trình bày ở bên trên. Và bên cạnh việc là hoàn thiện quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, cũng cần phải có những chính sách hay là các quy định về việc bảo vệ phát triển rừng, về việc trồng cây xanh đô thị, và đặc biệt về lâu dài, chúng ta cũng cần nghiên cứu xây dựng luật không khí sạch ở Việt Nam để có điều chỉnh toàn diện, góp phần có thể kiểm soát được ô nhiễm môi trường không khí và đảm
đảm bảo được quyền được sống trong môi trường trong lành, thúc đẩy phát triển bền vững. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đừng quên nhấn like và chia sẻ nếu thấy nội dung hữu ích. Và đặc biệt, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh VTC16 cùng biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.